Xin mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, có yêu thì có ghét và thậm chí có cả hận thù. Tình yêu khi thăng hoa thì rất đẹp đẽ, nhưng một khi đã chuyển thành hận thù thì cũng rất đáng sợ. Đặc biệt là khi nói tới sự trả thù của phụ nữ đối với một người đàn ông. Sự trả thù của phụ nữ khủng khiếp không phải ở sức mạnh của nó, mà ở cách thức. Đối với đàn ông, khi tức giận phụ nữ, chỉ giơ tay lên tát vài cái, thế là mọi chuyện coi như xong. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp phản kháng và trả thù đàn ông của phụ nữ được chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, mà người đàn ông quan tâm nhất và cảm thấy đau khổ nhất. Trong video này, mình sẽ liệt kê một số cách mà phụ nữ thường hay sử dụng để trả đũa người đàn ông các bạn nhé. Cách thứ nhất là phụ nữ ngủ với người đàn ông khác. Người Việt có câu là ông ăn trả bà ăn nem, chính là một cách đáp trả lẫn nhau trong hôn nhân. Điều này xảy ra khi người đàn ông ngoại tình hoặc là áp bức người phụ nữ, khiến họ không chịu đựng được và phản kháng. Tất nhiên, phụ nữ không thể đánh đập hay là chửi bới đàn ông được. Sự ấm ức thôi thúc người phụ nữ phải tìm ra một cách trả thù nào đó, khiến người đàn ông phải ân hận. Hơn nữa, phụ nữ chọn việc ngủ với một người đàn ông khác như một cách để cân bằng tâm lý, giảm tải sự ấm ức trong lòng của mình. Ở một góc nhìn khác, cũng có thể phụ nữ lên giường với một người đàn ông khác để dùng tình dục như một liều thuốc nhằm quên lãng đi những cái điều mà đàn ông đã gây ra cho mình. Và có một số liệu khiến đàn ông có thể bất ngờ. Một khảo sát cho thấy trên 50% phụ nữ hướng nội sẵn sàng dùng cách này để trả thù chồng. Như vậy, phụ nữ ngoan hiền, đảm đang thì khả năng họ dùng ngoại tình để trả đũa chồng cũng tương đối lớn. Cách thứ hai để trả đũa đàn ông của phụ nữ đó là cấm vận tình dục. Thường thì phụ nữ sử dụng cách này khi đàn ông gây ra một cái lỗi gì đó không quá nghiêm trọng, nhưng tổn thương cho người phụ nữ. Phụ nữ họ biết rằng việc cấm vận đàn ông gần gũi với mình giống như con dao hai lưỡi. Bởi vì đàn ông luôn nghĩ đến chuyện ấy, và khi không được thỏa mãn, đàn ông có thể tìm cách giải tỏa khác mà không cần đến người bạn đời của mình. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn sử dụng cách này như một cách để trả đũa người đàn ông trong một cái thời điểm nhất định nào đó. Chẳng hạn khi người đàn ông đòi hỏi nhưng phụ nữ không đồng ý. Cách này chỉ mang tính thời điểm, và như mình nói thì nó có hai mặt của nó. Trên thực tế thì không phải người đàn ông nào cũng dám tìm một người phụ nữ khác khi bị vợ cấm vận, đúng không ạ? Vì vậy, cách này của phụ nữ đôi lúc vẫn đạt được hiệu quả. Cách thứ ba mà phụ nữ dùng để trả thù đàn ông đó là đối xử tệ bạc, ngược đãi với cha mẹ người đàn ông đó. Hầu hết những người trả thù kiểu này là những người phụ nữ hèn hạ và ít học. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nơi vẫn có nhiều người phụ nữ đã dùng cách ngược đãi với người đã sinh thành ra người đàn ông để trả đũa, do bất mãn với cách đối xử của đàn ông với mình. Trong lúc ấm ức, nhiều phụ nữ nghĩ rằng việc ngược đãi với người già, tức là cha mẹ của đàn ông, như một cách để trả thù người đàn ông đó. Họ trút những bất mãn tích tụ lên đầu những người già trong nhà chồng. Có thể họ không dám dùng bạo lực, nhưng họ thể hiện bằng những cái hành vi thiếu tôn trọng, bỏ mặc không quan tâm chăm sóc đối với cha mẹ người đàn ông. Trong xã hội vẫn tồn tại rất nhiều chuyện như thế này. Ví dụ có chuyện một người đàn ông bỏ nhà theo một phụ nữ khác. Ở nhà thay vì hiếu thuận với cha mẹ chồng già,
thì một người con dâu đã hành hạ họ cả về tinh thần lẫn thể xác. Hành vi này rất đáng phê phán ở một số phụ nữ. Một hình thức trả đũa đàn ông thứ tư của phụ nữ đó là đánh mắng con trẻ. Đây là một cách trút giận khác của phụ nữ nhằm trả thù người đàn ông khi bị người đàn ông bỏ rơi và phản bội, hoặc cũng có thể là bị đàn ông đánh đập. Nhiều phụ nữ sử dụng cách này để giải tỏa những cái ấm ức trong người mình, tức là chuyển sự đau đớn về tâm lý của mình thành những đòn roi với con trẻ. Hầu hết những người ra tay kiểu trả thù này là những người phụ nữ sống trong cảnh túng quẫn, người chồng không màng đến sự tồn tại của gia đình. Trong hôn nhân, nhiều trường hợp phụ nữ trút giận lên đầu con trẻ do người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, không chăm sóc con cái. Lúc này, nếu người phụ nữ phải chịu nhiều áp lực công việc, áp lực tiền bạc và khó khăn trong cuộc sống, khiến họ có thể nóng nảy, không kiểm soát được bản thân, dẫn đến những cái hành vi thiếu suy nghĩ. Họ nghĩ rằng đánh mắng con trẻ sẽ là cách để khiến cho người đàn ông thay đổi. Nhưng rõ ràng thì đây là một cách trả đũa dại dột và thiếu khôn ngoan nhất của phụ nữ. Cách trả thù đàn ông thứ năm mà phụ nữ trả thù đàn ông đó là làm mất thể diện. Hình thức này mục đích là bôi xấu người đàn ông, làm mất thể diện của họ. Ví dụ như những vụ đánh ghen và live stream trên mạng, bóc phốt đàn ông lên mạng cũng thuộc cái hình thức đó. Đàn ông vốn là những người rất coi trọng thể diện. Thể diện là cái mặt nên nó rất quan trọng. Có thể diện thì đàn ông mới sĩ diện được. Kiểu trả thù này, phụ nữ có vẻ thông minh và hiểu đàn ông, nhưng thực ra lại vô cùng ngu ngốc. Kiểu trả thù này rõ ràng là cực đoan, không những không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Gần như 100% đàn ông khi bị người phụ nữ của mình làm mất mặt thì đều chọn cách là chấm dứt hôn nhân, hoặc nếu không chấm dứt thì mối quan hệ này cũng không thể hàn gắn được. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng làm mất thể diện của đàn ông thì anh ta sẽ xấu hổ và quay lại với mình. Nhưng trên thực tế thì không hề có chuyện đó. Đàn ông chắc chắn sẽ rời bỏ người phụ nữ đã làm mất thể diện, bôi xấu họ. Cách phụ nữ trả đũa đàn ông cuối cùng là dùng cách đe dọa tự kết liễu bản thân mình. Trong xã hội có nhiều chuyện như thế này xảy ra. Nhiều người không nhìn ra đó là cách trả thù của phụ nữ đối với đàn ông. Họ muốn người đàn ông sợ hãi và đối xử tốt hơn với mình. Hoặc nếu có điều đó xảy ra thật, thì phụ nữ muốn đàn ông phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Ví dụ nhiều phụ nữ dọa chồng: nếu anh còn gặp con bé đó, tôi sẽ chết cho anh xem, đúng không ạ? Hầu hết những phụ nữ dùng đến hạ sách này khi họ đã hoàn toàn bất lực và cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên cách này chỉ có thể khống chế đàn ông nhất thời trong một cái thời điểm nào đó, nhưng không thể kiểm soát đàn ông cả đời được. Bởi vì nếu phụ nữ thường xuyên dọa dẫm như thế, đàn ông sẽ không còn sợ nữa. Và có thể người đàn ông sẽ bị áp lực dẫn đến chán ghét người phụ nữ hơn. Mặt khác, khi càng nói nhiều đến sự sống chết thì điều đó càng dễ trở thành sự thật. Có rất nhiều phụ nữ đã bị trầm cảm và làm cái điều dại dột đó. Họ nghĩ người đàn ông sẽ ân hận, sẽ day dứt. Nhưng rõ ràng người ra đi mới là người thiệt thòi. Các bạn thân mến, chia sẻ về những điều này, mình hy vọng rằng trong hôn nhân, đàn ông và phụ nữ nên có trách nhiệm và ứng xử thông minh với những cái mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống các bạn nhé.
Chủ đề ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.